người ta sẽ nhắc nhở Huy là sao em không có bài mới, hay là không có sản phẩm mới về bên âm nhạc. Phải những lời chê, những lời khiển trách thì mình sẽ buồn. Nhưng mà thời gian đó thì con không tìm được phương pháp để mình giải quyết cái nỗi buồn đó. Nhưng mà sau này con nghĩ một điều là mình càng buồn thì mình càng bế tắc tiếp nhận nó bằng cách là mình vui vẻ. Huy ơi, dạ. Sam á, là cái người bên cạnh khi mà mình bước qua một cái khác bên nghệ thuật, có nghĩa là làm MC diễn này nọ, nhưng mà cái chánh của mình vẫn là hát. Dạ. Và đó là Huy hát cái bài Giả Vờ Yêu. Dạ. Mà 10 năm sau mới có một sản phẩm mới, trong vòng 10 năm mới làm gì? Dạ tìm sản phẩm á má. Tìm sản phẩm trong vòng 10 năm. Dạ tại vì thật ra thì con thử nghiệm nhiều dòng nhạc lắm, tức là mỗi thời điểm thì dòng nhạc mình cứ chuyển một lần. Nói chuyện khác đi. Dạ. Xong rồi con cũng từng thử qua để mà hòa nhập dòng nhạc điện tử các kiểu mà cũng không có hợp với mình được. Thế sau này mình con phải tốt với nhà để học, cho nên nó hơi lâu. Dạ. Và nếu mà con ráng ra kiểu như là ép thúc thì nó sẽ ra sản phẩm nhưng mà nghe rất là dở, bản thân mình là không hài lòng với nó nữa, mà khán giả là sẽ càng cảm thấy là mình không tôn trọng họ. Những năm lò dò để bạn học hỏi, bạn len lỏi, bạn làm nghề thì có nhiều lúc mình va chạm, có nhiều cái làm cho bạn sụp đổ, có bao giờ bạn nghỉ nghề không? Dạ, con nghĩ là có trường hợp. Tại vì xưa khi mà bất kỳ ai con nghĩ là khi mà xuất phát từ hai bàn tay trắng, tại vì gia đình con không có trong truyền thống nghệ thuật, nên lúc mà đi hát đi diễn mọi thứ đều là mày mò hết, thì nhờ bạn bè mượn quần áo bạn bè đi diễn đi hát, thì lúc đó con cũng hơi đuối, tại vì tiền lương đi hát thì nó không đủ trang trải tiền xe nữa, nên nhiều khi nghĩ là con nghĩ là cái đây công việc nó thử thách mình quá nhiều, con không biết tương lai đi về đâu, thì mình thấy vì đó mình có nên làm một công việc ổn định hơn không. Tờ thì phải truyền thế đi, và cái ý tưởng nào để có bài này? Dạ thật ra thì con lại Phương là có cộng tác với nhau bài Để Một Mình Đi. Lúc đó là hai anh em là quyết định làm một cái clip để cộng tác với nhau để kỷ niệm lại khoảng thời gian đẹp. Thì sau đó là con bắt đầu lên ý tưởng về một ca khúc mà nó vui nhộn. Thì đợt đó là có rất là nhiều những ý tưởng được đưa ra, nhưng mà cuối cùng là con sẽ chọn ý tưởng là Chuyện Thái Y, bởi vì là cái bài hát này là ban đầu nó là một tựa đề rất là buồn, nó cực kỳ buồn, và ekip giấu hết cái lịch quay luôn, linh giấu hết những cái rip quay, chỉ nói là con xuất hiện vậy ở ngày đó nó vậy để mà tạo bất ngờ, lấy cảm xúc. Thì sau khi nghe bài hát xong nói, ủa sao bài hát buồn như vậy, bài gốc nó rất là buồn. Xong rồi sau đó có nói là nhạc sĩ Nam Nam mà nói là em ơi, tại vì bài hát buồn thì anh hát được rất là dễ, nhưng mà bây giờ dòng nhạc của anh mà cứ theo đuổi dòng nhạc buồn nữa thì nó sẽ bị trùng màu. Thì sau đó là cũng qua phối và gặp được Maxiu. Là đồng thời là bạn của Phương luôn. Làm qua âm lại. Dạ hòa âm lại thành qua âm lại hoàn toàn theo dạ, ý mình. Khác hẳn luôn. Cái đầu hết thích bài hát này và chỉnh nhẹ một ít về tiết tấu của nó, và cuối cùng ra bài hát Chuyện Thái Y sôi động. Và nó đúng và là cái tính cách của con, trước giờ là chưa bao giờ con làm bài hát gì mà được thể hiện mình hết. Thường mà đóng vai một anh chàng si tình hoặc là một anh chàng gì đó chia tay chia chân bình định, nhưng mà lần này là đóng vai một anh chàng có thể hóa thân nhiều nhân vật, điên có, tửng có, nghiêm túc có, học sinh có luôn, nên tất cả gom cho một cho cũng quyết định phải ra mắt bài hát này. Em đừng lo vì anh ở ngay đây rồi. Trong vòng bao nhiêu năm Huy không ra sản phẩm, người ta sẽ nhắc nhở Huy là sao em không có bài mới, hay là không có sản phẩm mới về bên âm nhạc, hoặc là có thể là ba mẹ mình có làm cho mình bực bội, và đó là một cái bậc thang để mình đẩy lên không? Vấp phải những lời chê, những lời khiển trách thì mình sẽ buồn. Nhưng mà thời gian đó thì con không tìm được phương pháp để mình giải quyết cái nỗi buồn đó. Nhưng mà sau này con nghĩ một điều là mình càng buồn thì mình càng bế tắc tiếp nhận nó bằng cách là mình vui vẻ. Trong tháng đó con không đi hát nhiều, nhưng mà bù lại con có một công việc khác, thì con sẽ đi tìm một nơi học ngoại ngữ, hoặc là con tìm một cái niềm vui đi đá banh. Đón xem tối chủ nhật vui vẻ lúc 20 giờ chủ nhật hàng tuần trên VTV3.